Ok nhá, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhá. Chúng ta cùng nhau quay trở về với game Hải Trình Huyền Thoại. Nói chung là lâu lắm rồi không quay game này, thì quay thêm một số đi, thêm tí map cho nó vui thôi. Chứ các hoạt động khác thì cơ bản là không bon chen là gì cả, đúng không? Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Bây giờ trước khi vào đi cái map thì cho bạn xem qua tí xem là suốt thời gian qua ra sưu tập được bao nhiêu tướng rồi không nhỉ? Sẽ vào trong chỗ tướng nhá, vào chỗ tướng cho bạn xem qua các tướng mình đã có. Thì hiện tại bây giờ thì nói chung là mình thì mình không thể build nhiều tướng. Mình chắc chắn một số tướng sẽ ngon tướng mình đang chơi, nhưng tuy nhiên mà điều là tài nguyên không có mà không để build nhiều được. Nhưng mà về mặt sở hữu ở đây hiện tại mình đang có được đây là con Perona, mình có Bertomello, những cái con này những con rất sớm trong game rồi. Hay gần đây mình build thêm một con là con Vego, con này mới quay thêm một con nữa, con Usopp này, con Smoke, con Cavendish này, con Moria, con Smarty, Kasa, con Zorzu này, Sanji này, Luffy này, Kalifa, Rebecca này. Tiếp tục phía dưới ta có thêm là Hina, Tatsugi, Zozo, Sentomaru, Zaba, Zeju, Cracker, Chopper, Frankie, Robin, Vivi, Nami, Ivan, Buki, Mr. 3, Mr. 1, Hordy, Saret, Beppo, Bellamy, Mr. 2, Kuro, Ba City, Violet, Brook và Baby 5. Đấy những cái tướng mình đã có. Và bây giờ mình đang thiếu đây là thiếu Aokiji, Ino, Sabo, Lo, Jimmy, Ryuma, Sugar, Kizazu, Kuma, Lucy, Magellan Kid, Marco, Bo Hancock, Gap, Sanji. Sanji thì dạng cái dạng trưởng thành hơn. Crocodile, A, Hancock, Rich. Cái này kiểu một cái độ cái kiểu con Luffy mà kiểu thời trang nó khác đi một tí. Hay thằng Luffy Rich God này nữa là một cái dạng Luffy mà hình trang phục nó khác đi một chút. Akainu, Mihawk. Đây những con tướng nói chung bạn thấy là chơi khá lâu có rất nhiều tướng nhưng vẫn thiếu rất nhiều tướng. Và bạn thấy mình chỉ nâng được mấy con cũ thì phải chả nâng thêm nhiều. Tại vì căn bản mình nghĩ là với điều chơi chậm chậm như này cũng chả cần thiết phải nâng quá nhiều. Và có rất nhiều con tướng không phải mình quay ra mà đây theo cái dạng là ghép mảnh từ từ nó đủ. Một số tướng là quay hên xui nó ra. Thì đấy một số cái tướng mình cho bạn xem qua là danh sách tướng mình đã có sở hữu như vậy. Bây giờ quay trở về đi tiếp cái map nhạt nhẽo thôi. Chứ còn mấy cái kia mình không thể bon chen được. Quay trở về chế độ thám hiểm nhé, cố gắng xem đi được bao nhiêu map nhé. Bây giờ tiếp tục đi tiếp cái map đợt trước cho bạn xem dở, tiếp tục đi tiếp sang map tiếp theo. Tiếp tục đi tiếp từ những cửa này. Những cửa đầu tiên thì vẫn theo chiến lược cũ để auto trước cho nó nhạt. Còn nếu mà sau thấy đánh nó thua quá mà thích cố gắng là nâng cao chỉ số lên cái thứ thì có thể đánh thủ công. Còn bây giờ trước mắt cứ để auto nhé. Ở đây thì mình vẫn đang dồn trọng tâm vào Perona là gần như con đam mạnh nhất của mình. Tại các bạn là mình quay kiểu quái ra rất nhiều Perona nhé. Thế ra con Perona con nâng của mình lên được 6 sao. Còn những con Bertomello kiểu nó cũng kiểu ra nhiều mảnh nhưng các bạn mình hai con đấy quay ra nhiều nên mình nâng lên được nhiều sao. Còn những con khác gần như chỉ mức độ 5 sao hay 4 sao cơ bản thôi. Tại vì các bạn mình không thể kiếm vào những cái con giống nhau để có thể nâng cấp lên. Thành ra nó hơi khó một tí. Và cái việc mà mình có khá khá tướng rồi giúp cái việc mà kích duyên cho những con tướng này được nhiều hơn. Nên việc các cái chỉ số hỗ trợ nó sẽ được cao lên hơn. Còn vấn đề để nâng cấp từng con một lên thì cũng rất là khó. Nói chung mình đang dồn trọng tâm rất nhiều vào Perona. Rồi hy vọng Perona thôi. Còn mặc dù mình biết là bây giờ thời điểm này có nhiều con khác có thể nó ngon hơn.
Nhưng mà tuy nhiên một điều nó vì mình đang chơi ở thời điểm này không còn nạp game này nữa, chỉ nạp một chút xíu lúc đầu game thôi, nên ra đến thời điểm này không còn tài nguyên nữa, nên là mình sẽ không thể nào dồn được quá nhiều con, đúng không? Thì ta cứ tập trung vào một con thôi. Thì cứ tập trung mình thấy là Perona là con mà mình có khả năng nâng ổn nhất trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là vấn đề mình quay nó mấy lần cơ, thì ta cảm giác nó sẽ lợi thế cho mình hơn. Và đã rất lâu rồi mình chưa đi map thì mình nghĩ sẽ đi được tương đối đấy. Mình không biết có kẹt map hay không nhưng mà sẽ đi tương đối. Và thứ hai là đây là việc là mình cũng bắt đầu cảm giác lên cấp nó chậm rồi. Thì mình nghĩ là cái map sẽ không có nhiều đâu. Thì xem theo điệu hôm nay có đi hết được map không. Còn không đi hết được lại chờ video khác. Còn nếu đi hết được cho các bạn xem hết map thôi. Còn các vấn đề của đánh nhau đấu trường, các cái hoạt động trong game nữa, thật là mình không thể đua đòi được. Thì cảm giác mình quá là yếu cho những cái hoạt động đó, thì ra mình chả quay làm gì. Để quay cảm giác yếu quá thì quay làm gì, đúng không? Thì ra thôi mình cho bạn xem nốt tí cái map. Chứ còn mình đã bảo các bạn rồi, game này bây giờ nó không còn là trọng tâm của kênh mình nữa. Nên mà thôi thì vì căn bản mình vẫn đang thỉnh thoảng có vào chơi qua nó một tí. Nên thôi cũng đang chờ xem là liệu lên cấp cao nữa linh tinh có thêm cái gì mới hay không. Cũng như là đang xem liệu có siêu tập được hết tướng không. Nên thành ra là thôi thì cứ trong quá trình vẫn đang duy trì game ấy, thì tôi cho các bạn xem đánh nhau tí map cho đỡ buồn. Hơi tiếc một chút là cái map cho game này như đã chê ở rất nhiều video trước ấy, là nó không đúng chuẩn 100% theo cốt truyện. Nó chỉ là kiểu sắp tướng ngẫu nhiên thành một cái map thôi. Thành ra khi mình xem mình cảm giác là không có tính liên kết với mạch truyện với mạch phim lắm. Nó chỉ đơn giản là có các nhân vật 1P đánh nhau thôi, nó không thể hiện nhiều về cái mặt là cốt truyện. Còn hiện tại mình đánh là thấy rất là ok, sức mạnh của Perona mình nó khá ổn so với tầm này. Nói chung là đội hình này so với đội hình trước thì chắc là với sự thay đổi nhất là con Vego. Vego thì thấy cái đợt mình bắt đầu chơi thì được khen là có tướng gọi cho tanh ngon nhất của game. Còn đến thời điểm hiện tại nó còn ngon nhất không thì mình không biết, đúng không? Tại mình cũng chả quan tâm lắm. Nhưng mà ở thời điểm lúc đầu game thì Perona với Vego những con được khen nhiều lắm. Kể cả Cavendish cũng được khen rất nhiều. Còn những con như Usopp, Petomelo hay là Smoke có vẻ được khen ít hơn. Nhưng mà tuy nhiên là hiện tại mình vẫn tiện con nào mình chơi con đó thôi. Chứ mình cũng không quan tâm nhiều là meta bây giờ phải chơi con nào mới mạnh, là mình sẽ không quan tâm điều đó. Tại vì thực ra có biết nó mạnh cũng chả nâng được. Rồi vào đánh tiếp kiêu chiến nhé. Để sẽ cố gắng đi trải nghiệm nốt những cái map có thể đi được. Vẫn đang để auto đánh cho nhà nhé. Mình thấy cảm giác nó chưa đủ độ khó mức phải đánh thủ công. Thế ra vẫn đang để auto thôi. Thế mình muốn xem là nếu ở xử bây giờ mình xả liệu có bị kẹt map hay không. Cũng như đi lấy thêm cái tài nguyên nâng cấp những cái level cao hơn, đột phá cao hơn. Thế ra mình cần một cái video mình quay đi đã. Rồi sau mình cứ lại mình tham khảo, mình spam, mình lấy thêm đồ linh tinh, thế là mình nâng cấp lên từ từ. Đây ra bạn sẽ để ý là tại sao nick mình level này mà tại sao chưa đi qua những map có thể đi qua rồi. Đấy là mình để gom mình quay video ấy, thì ra nhiều khi mình sẽ không đi sớm. Đằng nào mình nghĩ bây giờ xác định cũng yếu trong server mà cũng yếu thì ra cũng chả quan tâm lắm. Rồi đặc biệt những cái server mình chơi, những cái server F1 ấy, là những cái server mà xác định là sẽ phải gặp những người nạp rất nhiều. Nên thành ra là nếu xác định không nạp thì cũng chả bon chen làm gì. Nên là ra cũng chả vội lắm, cứ từ từ mà chơi thôi. Thì bạn thấy một điều là đúng là nick mình không mạnh đúng không? Nhưng mà tuy nhiên một điều là mình vẫn chơi, mình vẫn có nhiều tướng thì vẫn chơi bình thường, chả sao cả. Chẳng qua có thời gian thì chơi, bao giờ hết thời gian quá thì nghỉ. Và không còn vẫn còn thời gian thì chơi thôi, chứ cũng chả nặng nề câu chuyện là mạnh hay yếu. Tại vì khi mình chơi rất định chỉ để quay video tí cho vui thôi, chứ mình chả nặng nề câu chuyện là top hay không. Để ra chơi rất là nhẹ nhàng tâm lý thôi. Đánh được thì đánh, không đánh được thì dừng video, kiểu vậy thôi. Thế ra mà thấy đánh rất là thoải mái thôi. Ở trong game có tính năng gọi là tính năng Haki, vấn đề là phải đột phá đa phần các tướng phải đến 6 sao mới dùng tính năng Haki. Để ra dẫn đến việc là hình như ở đây mình chỉ có Petomelo với lại con Perona ấy, là sử dụng được tính năng Haki thôi. Còn những cái con tướng khác của mình đang rất ít sao, mình không có những con giống nhau, đang chật vật đây. Để ra vẫn muốn dùng tính năng Haki tất cả các con nhưng không thể làm được. Tại vì căn bản những con đó mình chưa lên được nhiều sao. Mà muốn lên nhiều sao nhanh nhất ấy, thì bạn phải quay những tướng giống nhau. Chứ còn nếu bây giờ bạn lên trong công hội và trong hội bạn xin mảnh ấy, thì những con tướng xịn ấy, chắc gì người ta đã cho bạn mảnh. Hay là người ta cho bạn mảnh thật sự ấy, thì chắc gì đã cho đủ đúng không? Thế cần rất nhiều mảnh để đột phá. Thế ra cuối cùng vẫn là vận may, bạn ra được nhiều con giống nhau thì giờ ok thôi. Còn nếu bạn có đầu tư nhiều, bạn quay nhiều, sắp xuất ra nhiều con giống nhau thì không nói làm gì. Nhưng mà khi bạn cảm giác bạn chơi chay ấy, bạn chơi chay, bạn thấy một điều là để quay thì ra những con tướng rất là khó. Thế ra rất là khó. Thường cái quay khoảng tầm 10 lần chắc chắn ra tướng một lần. Nhưng mà ra tướng đấy có thể là tướng cùi, có thể là tướng xịn. Thế chắc nhớ không trúng cái con tướng mình đang cần nâng ấy, thì sẽ rất là khó để nâng. Thế ra nói chung là cái này khoai lắm. Và các cái tính năng người kiếm mảnh nói chung cũng rất là hên xui. Nói chung nhiều khi thấy mảnh rồi không có điểm mà đổi ấy. Tại vì đổi quá nhiều tướng rất là khó, nên nói chung phải tập trung một hai tướng thôi. Và thường thì mình sẽ cố gắng mình đổi những con tướng nào có thể đổi được mà con tướng đó mình chưa có, để mình có mình kích hết cái duyên trước, xong rồi quay về việc nâng cấp lên 6 sao sau. Tại mình xác định bây giờ lên 6 sao cũng chắc chả được mấy, thì ra cứ từ từ thì mình sẽ ưu tiên kích duyên trước sau đến nâng sao. Bởi mình cũng đang chờ vận may, biết đâu ra nhiều con giống nhau thì mình nâng sẽ dễ hơn, mình đỡ bị cuống. Được đánh tiếp nhé.
Hiện tại thấy chưa có gì khó khăn cả, đi vẫn đang rất bình thường. Và căn bản đến giai đoạn này lên cấp chậm quá nên hơi căng ấy. Đấy, để auto đánh vẫn rất là ok không? Tại vì các bạn mình để lâu quá không đi map ấy, cảm giác nó cũng đã yếu đi phần nào rồi. Giờ mỗi mấy con cuối map thường rất là mạnh. Thế còn những cái con đầu map thì không vấn đề đâu. Với căn bản đến thời điểm này mình chơi game nhé, mình cảm giác game vẫn hơi lag nhé. Tức là đánh map để auto không thấy lag lắm, nhưng khi mà đánh thủ công hay mà tham gia một số tính năng trong game ấy, đặc biệt khi mình mở số cái túi trong cái túi đồ ấy, một số vật phẩm ấy, nó có thể đôi khi nó làm mình lag khá nhiều. Thành ra chung mình vẫn không đánh giá cao về cái khả năng tối ưu của game này lắm. Hay là vì do mình chơi giả lập bị thế, mình không rõ lắm, nhưng mình cảm giác là đến tận thời điểm này của game mình vẫn thấy rất nhiều khi rất nhiều lúc bị lag nhé. Nó không được mượt mà cho lắm đâu. Tất nhiên làm cái cơ bản của game không sao, nhưng khi mình mở cái gì số lượng lớn ấy, là hay bị đơ đó. Nó chỉ bị đơ mất ít giây thôi, nhưng mà cảm giác hơi khó chịu một tí. Nói chung là niềm vui của những bạn chơi không nạp hoặc là dừng nạp là niềm vui đi map thôi. Thế còn những cái khác thì sẽ không bon chen được đâu, đánh rất là khó thôi. Mình toàn dồn Perona thôi, giờ này không dồn Kaivanit nhiều lắm. Các bạn thấy là 4 sao rồi cho lên 6 sao sợ hơi lâu ấy. Nên mình không dồn Kaivanit nhiều, chủ yếu dồn Perona thôi. Giờ dồn xong Perona thấy cảm giác tài nguyên mình gần hết rồi nên mình cũng chả cố gắng lên nhé. Đặc biệt là những cái đồng Belly tinh tinh thấy hết nhanh lắm. Thế ra mình chả nâng mấy con kia nhiều nhé. Nói chung là chỉ cần nâng một con Perona thấy vẫn đi map ổn thôi. Chẳng qua bạn nâng đều team ấy thì xác suất bạn chết tướng nó thấp ấy, thì cái tỷ lệ được 3 sao nó cao thôi. Thế còn nếu bạn nâng lệch team thì cái xác suất qua cửa vẫn cao, nhưng mà tuy nhiên có thể không được full sao. Nhưng mà nói chung mình còn cần thì mình cần vấn đề qua cửa trước, full sao xử lý sau. Bắn một phát chết được một hàng thì vẫn yên tâm. Chưa, vẫn đang ổn nhé, vẫn ổn nhé, vẫn win rất là ok đấy. Thấy cảm giác cái lượng máu mất không bao nhiêu thì các bạn cái cơ hội win rất là cao rồi. Thường những cửa nào khó là mấy cái con tanh người mất rất nhiều máu, chứ còn mấy con tanh không mất máu mấy này các bạn đánh được. Nên chung là đỡ mỏi tay, đỡ bị ấn thủ công, thì ấn thủ công căn cái hoàn hảo mệt lắm. Toàn để đánh auto cho nhàn thôi. Chỉ hợp nào mà giác muốn hoàn thành luôn mà nó chưa được 3 sao thì còn đánh thủ công, chứ còn về cơ bản sẽ để auto. Tính ra game này là một trong những game mà mình bỏ hoạt động khá nhiều đấy. Đấy không phải là cái series chính của kênh ấy. Thành ra mình bỏ hoạt động nhiều. Thế nhiều khi ấy, đang livestream ra hoạt động chả rảnh, chả muốn đi.
để đi game nào trọng tâm, thành ra game này nhiều khi cũng bỏ bê cũng nhiều. Tức là cho là ngày nào cũng chơi, cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng mà số cái hoạt động ví dụ như con bot 7 giờ, lúc đấy giờ đấy thường là giờ mình đăng video, mình tương tác các bạn trên video, hoặc là cái giờ đấy có thể đôi khi mình đang livestream, thành ra nhiều khi mình cũng chả buồn chơi game này lắm. Hay một số cái hoạt động khác cũng vậy, đơn nó ra hoạt động nhiều khi mình chả đánh đâu. Thế ra mình thì vẫn hướng đến cái series trọng tâm thôi, những series không trọng tâm lắm thì gọi là chơi duy trì. Tất nhiên mình biết là vẫn có những bạn vẫn thích xem, thế ra là mình chưa nghỉ thì mình vẫn quay các bạn xem. Nhưng mà chắc chắn là về mặt trọng tâm là game này không nằm trong trọng tâm của mình. Chẳng qua mình vẫn chưa chốt ngày nào là chính thức là dừng không chơi nó nữa. Tại hiện tại vẫn là sắp xếp thu xếp duy trì được game ấy thì mình vẫn đang chơi. Chứ còn nếu mà về sau mình cảm giác là hạn hẹp thời gian quá là mình sẽ dừng game này. Tại giờ này giờ chơi bỏ hoạt động cũng nhiều. Nói chung là đến thời điểm hiện tại nhé thì vẫn thấy đi rất là suôn sẻ, chưa thấy vấn đề gì phức tạp đâu, đi vẫn đang nuột lắm. Bây giờ đánh trong map thì thường là gần như đến thời điểm này vẫn thấy là mình luôn luôn được đánh trước, là cái tốc của mình luôn cao trong map ấy, nên đánh trước một lợi thế rất lớn rồi. Chứ khi khi đánh đấu trường tốc thấp quá đánh sau cũng khổ lắm. Ở đây đánh cái này phần lớn là đánh trước nên là cơ bản là cái tỷ lệ win sẽ cao hơn. Ra đòn trước thì cơ hội vẫn lớn hơn ở ra đòn sau. Nói chung là cái build tốt thì thấy đánh chả vấn đề lắm, thấy dùng những tướng rất là cũ thôi, nói chung đánh chả vấn đề. Biết sao mà dồn con tướng nó mạnh ấy, thì cơ bản đánh nó ok hết thôi. Khi bây giờ tướng mới nó xịn mà bạn chả nâng được cái gì cả, lên mỗi tí level thì cũng chả giải quyết gì. Còn nếu bạn build được các thứ linh tinh nhiều thì cơ bản là tướng bình dân ấy, đánh vẫn ok trong map thôi. Còn đánh nhau đánh nhau đấu trường linh tinh phải theo meta một tí, nhưng mà riêng đánh mấy cái hoạt động trong game những cái map nó không thay đổi theo thời gian ấy, thậm chí nhiều khi được làm yếu đi thì cơ bản bạn chỉ cần build tốt một số tướng nhất định là bạn sẽ chơi được thôi, chứ không phải nặng nề câu chuyện là phải chơi tướng nào đi map cho khỏe là gần như không cần. Để thấy đánh vẫn ok lắm. Bèo nào độ phát chết hết luôn nó nhàn thì bao nhiêu, tiết kiệm được cố thời gian xem video, cứ phụt qua phát chết luôn phải nhanh, đánh phát chết hết luôn. Ma sẽ lăng cai ngục để đứng cùng với Kizazu đô đốc. Sao lại đứng cùng với lại cả Ryuma là cái xác chết đúng không? Đứng nó chả theo cái quy luật gì cả. Đi cùng cả Usopp bên mũ rơm ấy. thành ra nó xếp cái đội hình rất là vô lý. Sao lại đứng trên cái đảo mà chả nhớ là đảo gì, không để ý mình đang ở trên cái map gì ấy. Chúng nó không có tính liên kết với chuyện. Nói chung nó bắn mình chả mất mấy máu nhỉ, không vấn đề lắm đâu. Có Ryuma đánh thì nó kiểu đam nó hơi dồn thì hơi đau ấy. Nhưng mà cơ bản thì Usopp vẫn sống chắc cũng không sao đâu. Là sợ những con mà tấn công đơn mục tiêu hơi nguy hiểm một tí. Cái này đánh chắc là chết Ryuma nhỉ, Usopp địch gần như sắp toi rồi. À vẫn chưa chết à? Có khi nào thua không ta? Perona đánh thì đam chính của mình ấy. Có giết được không? Choáng rồi, không giết được mà choáng là tốt rồi. Choáng tốt rồi, ít nhất gì sợ không may Usopp nó chết thì ảnh hưởng vấn đề về cái thành tích số sao thôi. Còn đây đánh choáng là ok rồi, thì phát này sẽ win được thôi. Thì có Ryuma kia nó sắp chết rồi. Nói chung là vẫn win cách vô tư đấy.
Ở đây mình đang đi mức độ thường, mình chưa đi mức độ cao, đang đi mức độ thường đó. Như vậy hoàn thành xong cái chương đầu tiên đó. Tiếp tục ấn nhận quà tất cả nhé. Rồi sang tiếp sẽ có map tiếp theo nhé. Nếu nhiều khi ở đây yêu cầu mình lên cấp 80. Tức là bạn thấy là từ cái lúc mình ra video trước đó tận bây giờ cách rất là xa ấy. Thì mình còn chưa đủ cấp đi thêm một cái map nữa. Thì ra rất là cách rất là xa không. Rồi quay về trước đây có một cái cửa này mình chưa được nhiều sao, có thể đánh cho nó lên sao một tí cũng được không? Một cái này nó được có 2 sao cho lên tí. Này là 2 sao hay 3 sao nhỉ? Này như là chưa được rồi, phải đánh lại phát nữa. Xem có lên được đủ sao không? Bây giờ mình nghĩ mình đã mạnh hơn ngày xưa ấy, thì đánh cho nó lên tí cũng được. Ấn bỏ qua luôn xem được bao nhiêu sao nhỉ? Đây được 3 sao luôn, bây giờ mình mạnh hơn rồi, ấn cho hoàn thành nốt thành tựu nhận luôn quà đi. Không cần càn quét cái này còn tí nữa, đánh nốt cái trận này cho xong. À, ấn luôn càn quét nó có tính không nhỉ? Hay phải ấn bỏ qua nhỉ? Thôi kệ, cái lỡ vào rồi ấn ra bỏ qua được. Sẽ hoàn thành nốt cho xong dương. Đấy được 3 sao rồi, nhận luôn quà cho tiện. Là như vậy mình hoàn thành thêm quà cái map dưới không? Bây giờ mình đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Bây giờ mình đang cấp 79 mà yêu cầu cấp 80 thì mình chưa đi thêm cái map tiếp thì mình chỉ hoàn thành quà thôi. Xem mấy map trước đó hoàn thành hết chưa đấy. Rồi tương đối không? Bây giờ sang tiếp bên map. À đây cái này có cái này chưa hoàn thành này. Đây cửa này chưa hoàn thành này. Ấn thử càn quét xem nào. Càn quét ở đây nó sẽ không tính là số sao, phải xui vào đánh ấn bỏ qua mới tính nhá. Vào kêu chiến. Còn chui ra chắc là sẽ được 3 sao thôi. Nói chung là dễ mà mức độ thường dễ. Mức độ tinh anh cái thứ thì mình chưa thử, mức độ thường thì dễ thôi. Này vẫn còn cửa nào chưa được 3 sao nhỉ? À đây còn cửa Better Melo nhé. Để hoàn thành cho nó gọn thôi. Mất công đánh thì đánh cho nó gọn luôn. Các bạn thấy là bây giờ tiến độ game rất là chậm. Thành ra bây giờ muốn quay video cũng khó. Tiến độ rất là chậm. Và những cái cửa cũ thì hoàn thành nó dễ thôi. Nó vào nhận quà nữa. Rồi đi sang mấy cái map trước nữa xem có map nào bị sót không thì hoàn thành nốt cho xong. Đây cái map này đang sót này. Đấy có cửa Nami, cửa Verona đi vào đánh cho nó gọn. Nói chung lâu lâu mình vào quay tí mình cũng hoàn thiện luôn cho nó gọn. Nói chung giới hạn level cản trở nhiều lắm. Bản game nó cho mua lực cũng nhiều nhưng quan trọng là nhiều khi điều kiện không có không dám mua nhiều. Mua nhiều quá sợ hết kim cương. Kim cương thì chơi chay tài nguyên nó có hạn ấy. Thành ra nhiều khi muốn mua cũng không mua nổi đâu. Đấy, kim cương nó hết cũng nhanh, nó kim cương free nó chỉ đủ để mua cơ bản, nó mua khoảng tầm 3 lần thì mua được, còn mua nhiều quá cũng không mua nổi. Do càng VIP càng cao mua càng nhiều ấy chứ. Vậy tôi còn nhận thêm quà nhé. Rồi quay thêm mấy map tiếp nữa nào. Đi dò hết một vòng map luôn nhé, sẽ có sót cái map nào không, xử lý cho nó gọn. Đây cái map này đang sót này, map này còn đang sót cửa Lucy. Tiện đường vào đây quay hoàn thiện luôn. Nói chung mấy cái này dễ mà chủ yếu ngày xưa mình yếu, mình không hoàn thành được 3 sao, bây giờ thì đơn giản. Đi dò hết một vòng chắc ăn, nó cũng không có nhiều map lắm. Chính xác hơn là do level mình không đủ, không đi được nhiều. Rồi ok, vậy xong bên map chính là map cơ bản nhé. Rồi sang map tinh anh nhé. Tinh anh mình lại dò từ cuối lên trên nhé. Dò từ cuối lên trên xem có map nào chưa hoàn thành không, xử lý cho nó gọn. Rồi bây giờ bắt đầu dò ngược lên trên nhé. Tinh anh cơ bản là hoàn thành xong đấy. Đây map này chưa xong rồi. Map này chắc là cửa con do du chứ. Chỗ này hơi khuất một tí chắc là con do du đấy. Tinh anh nó giới hạn số lượt nhé. Còn cái map thường thì cho bạn đánh vô hạn, nếu bạn có lực thì đánh thôi. Còn tinh anh giới hạn số lượt một ngày. Tất nhiên có thể mua thêm lượt bằng kim cương mà cũng hơi phí. Cái này chắc phải đánh thủ công thôi. Cái này chắc phải đánh thủ công thôi. Mình sẽ vào đánh thử thủ công, nếu vẫn không được phải chịu nhé. Mình đánh thủ công thì các bạn thấy cái này nó yêu cầu cái độ hoàn hảo cao hơn ấy. Thì đánh kiểu auto hơi khó. Sẽ vào đánh thủ công, bỏ auto đi đánh thủ công. Thế thì đánh thủ công phải căn mà ấn đấy, ấn không dính là hay hụt hoàn hảo lắm. Nó không cần tuyệt đối 100% hoàn hảo đâu, nhưng mà đánh phải cần tương đối cao cao một tí, phải cần dính nhiều nhiều một tí.
này tận 5-6 con cho Perona vả phát đầu cho nó nhanh. Có chết hết không? Đấy đánh phát chết hết luôn không? Nó sẽ nhanh, nó tiết kiệm thời gian rất nhiều. Đến cái cửa cuối mới quánh nổi không đấy. Đây mình có đây này, đứng dọc về cho Usopp bắn trước đi. Usopp bắn thẳng. Perona nộ đánh đằng sau. Mong sao giết hết địch luôn. Cái này mình thua không phải vì mình yếu hơn Mark, mà vấn đề ở đây là do là cái độ hoàn hảo khi để auto nó không cao ấy. Thế ra mình sẽ đánh thủ công một tí lấy cái độ hoàn hảo cho nó cao. Vấn đề là xem có chết tướng nữa không nữa cơ. Smoke lên nộ nốt đi. Những con nào có thể nộ được cho nộ trước đi, sau đánh với con kia đánh thường sau. Để tối ưu số lượt đấy. Ấn thủ công xác suất hoàn hảo sẽ cao hơn nhiều nhé. Thế nãy giờ ấn hoàn hảo rất nhiều, tại vì đang ấn thủ công nó dễ, mà vì dính phát tuyệt vời thì không sao, nó cho phép sai số mà. Phát này chắc mình nghĩ chắc là win được thôi, đánh thủ công chắc là win được 3 sao thôi. Nãy không được 3 sao do mình ấn auto nó nó hơi rủi ro. Phát này chắc là kia lý ở do dụ đấy, nói chung là không vấn đề nặng nề đâu. Đây win được 3 sao đấy. Đây ok, phát này chắc là 3 sao rồi gì. Đấy 3 sao đẹp luôn đúng không? Thành ra vấn đề chủ yếu mình bỏ công đánh thủ công một tí sẽ hoàn thành thôi. Thế là nhận quà thôi. Được có 100 kim cương, ít đấy nhỉ. Các bạn là mua lực nó tốn kim cương lắm. Sang tiếp map tiếp theo nhé. Map này chưa đánh tí gì, map này nếu mà muốn đánh phát ăn luôn thì phải đánh thủ công hết từ đầu đến cuối. Chứ còn nếu mà đánh auto chắc hơi căng. Chắc là xong map này xong rồi chắc cũng kẹt map vì level, chắc mình đánh thủ công luôn đi. Đang tiện đánh thủ công, đánh luôn thủ công cho nó hoàn hảo luôn cho nhanh. Có một con để Usopp bắn thử, quan trọng phải mồi thử Kizaru xem giết nó không đã. Vì lần trước mình nhớ đánh con Kizaru rất là khỏe, mình không biết giờ đủ sức đánh con Kizaru này chưa. Để đánh mồi thử một tí đã, sợ nó trâu quá đánh nó khó. Thế nãy giờ đánh nó cũng không xi nhê lắm, hơi căng đó nhé. Kizaru nói chung cũng mất máu nhưng mà sợ Kizaru khỏe quá. Nếu mà đánh không được 3 sao để auto đánh cho nhanh nhé. Nếu mà đủ sức đánh thắng mà không được 3 sao ấy thì mình sẽ đánh auto cho nhà. Sợ lúc cuối con Kizaru cuối nữa thì mệt lắm. Cửa này trước mình nhớ đánh không mất máu. Lần này bắt đầu mất máu hơn rồi ấy, nhưng mà thấy vẫn căng quá. Định để dành Perona nộ, thấy đánh nó không chết thế này khéo cho Perona nộ sớm ấy. Để cho Bertomelo nộ trước đi. Cái đánh nó hội không, nó lại không, không không có sự xi nhê lắm. Mất máu thì cũng có mất nhưng mà mất không nhiều, đây con đầu tiên, chứ mấy con sau là nguy hiểm nữa. Con này chắc là để auto hết cho nhà nếu mà win được, chứ còn thấy đánh cái này cũng vất vả lắm. Con này cho Perona nộ đi, không không giành nộ đâu. Thấy nó nguy hiểm quá. Tại nộ thấy cũng không xi nhê mấy, Perona con khỏe nhất của mình. Win thì chắc là win được, nhưng mà cái hoàn hảo thì hơi căng. Đánh đau quá. Ở đây thường có 3 đợt quân này, đợt 2 trên 3 chắc còn thêm đợt nữa. Nên sợ đánh chưa win nổi. Đấy, đợt cuối bắt đầu với căng này. Đợt này thường là đợt khó nhất, vẫn là Kizaru ở đậu phộng ấy. Usopp bắn à. Các bạn thấy máu con Bertomelo mất hơi nhiều, sợ không được 3, không được 3 sao. Usopp nè. Vego nè. Bertomelo. Smoke. Perona. Cavendish. Nói chung căng đấy. Sợ chết Vego lắm. À quên, sợ chết thằng Bertomelo lắm. Ulti Cavendish nào.
Win sẽ win được, chỉ sợ chết tướng. Khi mà đánh hoàn hảo càng nhiều cái sát thương mà nhân lên nó càng lớn nhá. Thành ra là nhiều khi sao để ấn thủ công thì tăng sát thương luôn. Mà đây phát này hiệu ứng được con Kizazu một tí. Mà không biết là đây phát này win rồi. May phát này chưa chết tướng. Nhưng mà đánh về hơi chật vật đấy nhá. Đánh về là hơi bị khổ đấy. Trước mắt là hoàn thành được cửa đầu tiên mà thấy cảm giác khó khăn, không biết cửa 2 đánh nổi không. Sẽ thử thủ công thêm cửa 2 nhé. Bao giờ là ra đánh thủ công mà không thể nào được 3 sao ấy thì đấy mình sẽ chuyển sang đánh kiểu auto. Ở Perona nộ luôn, thấy mấy con này nó trâu lắm, thấy Perona nộ luôn. Thấy nãy thằng Kizazu khỏe quá. À đâu con này lại yếu à? Nó đánh phát chết luôn VV rồi vậy. Đúng nãy thấy con Kizazu trâu lắm mà. Thế là đô đốc nó trâu hơn, còn mấy con kia yếu à? Hay làm khó mấy cửa đầu nhỉ? Cái cửa này rắc cái độ trâu của nó yếu hơn hẳn đấy. Hoặc có thể do con Kizazu đứng một mục tiêu nó được trâu bò hơn, những con này đánh nhiều mục tiêu. Cái kiểu đứng một con thử trâu bò hơn kiểu đứng nhiều con ấy. Usopp nộ trước đi. Này đứng kiểu này Usopp lại không bắn được nhiều mục tiêu nhỉ. Sờ mốc. Đến cửa này rất là nhẹ hơn rồi nhé. Không biết cái cửa sau nữa thế nào không rõ. Cửa này chắc đánh thường rồi giết được Tatsugi thôi. Sợ con Tatsugi nó đam đơn phía sau ấy, sợ nó đánh mất nhiều máu quá. Ôi cái Bandit sắp chết rồi. Ở hộ con Tatsugi chém đau ấy nhỉ. Tôi cho đánh thường thì chắc là chết rồi. Sợ không chết là chém chết tướng là như mất thành tựu. Ở phần này nó chết, Sao phát sau nổ không giết địch sớm sợ toi. À không, phát này xong rồi 3 đợt rồi. Ok, vậy chút cửa này nhẹ nhé. Cửa này tính ra nhẹ nhé. Nó nhẹ hơn cửa Kizazu khá nhiều đấy. Đấy, có thể hy vọng đi xa hơn một chút rồi. Rồi sang cửa tiếp theo sẽ có nhẹ tiếp không ạ? Hay là lại khó lên? Là loát game vẫn hơi chậm đấy. Cứ Perona khởi đầu đi. Nếu mà thấy đánh phát chết hết luôn tức là địch đang khá yếu, có thể hy vọng được. Phải đánh phát chết luôn có thể hy vọng. Đánh kiểu nhanh nhanh cái này có thể hy vọng nhiều. Cái này có 3 con thôi thì cứ cho Perona nộ tiếp đi. Một phát chết luôn thì đẹp. Ui xe ngon vậy, tính ra mấy cửa sau vẻ nhẹ hơn mấy cửa đầu đấy. Ok, con boss cuối là con nào đây? À cái này nó trông địch nó hơi đồ sộ nhỉ. Ô, mình ấn nhầm đấy, mình đã định ulti vào giữa nhưng mình ấn nhầm rồi. Thôi không sao, ấn nhầm một tí, đúng ra là cho nội trước ấy, nhưng mình đang căn nội tí mà thôi. Giờ Cavendish sắp chết rồi vì con Hina tấn công phía sau. Con Hina thì tấn công phía sau hơi nguy hiểm. Đánh phía sau gần chết smoke này. Ryuma nó lại choảng phía sau nữa sao. Úi xuống cái liếc smoke thì vỡ mặt. Thôi phát này smoke ra đi rồi. Vậy thôi từ cửa này để auto nhé. Để auto thôi. Thấy tướng chết để auto cho nhàn. Đỡ phải cùng bấm. Vấn đề mục tiêu bây giờ là qua cửa trước nhé. Còn thành tiêu xử lý sau. Các bạn có con Hina tấn công phía sau, con Ryuma bồi thêm phát nữa thì xác suất chết hơi cao. Chứ kể có thể đứng thẳng hàng Usopp nó bắn nữa. Xác suất mình chết nó hơi cao, mình chưa đủ trâu thì chả cần thiết phải đánh hội. Để xem có qua được cửa hay không. Qua chắc là qua được thôi, nhưng mà cái vấn đề 3 sao xử lý sau. Đánh đầu phết, đánh hàng sau đầu phết. Mà chủ lực mình toàn đứng hàng sau thôi. Thì nó giết chủ lực mình hơi sớm. Cũng sao xíu máu. Perona mất cũng gần nửa cây, Cavendish gần chết rồi. Nhưng mà đi nữa đến turn mình nộ lên cơ bản vẫn win thôi. Win thì vẫn win được. Vẫn còn đủ tướng để win nhưng mà đánh sẽ được ít, được thành tựu nó không cao. Đấy ok vẫn win, nhưng mà đánh không được nhiều sao.
Mấy cửa sau để auto luôn nhé. Thấy là giác đánh nó hơi khó rồi. Rồi đánh tiếp với thằng Ba City này. Những cửa khó rồi mà có thể win được cái đẻ auto cho nó đỡ mỏi tay, đỡ phải đi ngồi căn. Nói chung là với map thường nó đang rất là mạnh so với map thường nhé, chủ yếu vấn đề kẹt level. Còn với map tầm trên này vẫn chưa đủ tầm đánh 3 sao thì không có tiếp đi vội. Đi vội quá đánh chắc gì đã win thôi, để nó đi từ từ thôi. Chung là đủ sức để win, còn chỉ thua mỗi cái vấn đề 3 sao là hơi khó này. Mà như cửa này thấy cảm giác nếu mà đánh thủ công thì được 3 sao đấy, cảm giác không chết tướng. Vấn đề chủ yếu là mấy cửa nào như con đánh thiên hàng sau ấy là khó. Những cửa đấy là cửa khó, thì bình thường cái hàng sau mình cái hàng chỉ thiên về đam, không thiên về thủ. Hàng trước lại thiên về thủ cao hơn, thế ra hàng trước tỷ lệ sống nó cao hơn. Nếu mà con nào đánh hàng sau nhiều, cửa nào có nhiều con đánh hàng sau ấy là cái xác suất mình toi nó cao. Còn những cái cửa nào ít con đánh hàng sau, ví dụ cửa này nếu mà thích đánh thủ công có thể sẽ được 3 sao ấy. Để qua thôi, lười đánh thì mình chẳng đánh. Đây thiếu một cái hoàn hảo đánh thủ công sẽ làm được. Thì vấn đề khó là chỗ không có thuyền viên tử vong ấy, thì nó đạt được rồi ấy. Nên cửa này nếu mà đánh chịu khó đánh tí là sẽ được 3 sao. Nhưng thôi bỏ qua, là nào cái cửa kia cũng chưa được 3 sao. Cái này có thể mua thêm kim cương, ở đây có lẽ mình sẽ nên mua thêm một chút ở trong này chứ. Kiểu mình chơi không có thời gian vào nhận quà nên bạn đấy chỗ này nhận thể lực đúng không? Những cái thể lực này ấy, nếu bạn chơi tập trung chơi game này thì bạn có thể nhận được free một cách on đúng giờ. Nhưng đây mình không có thời gian nhiều nên mình phải mua thôi. Tức là mình bị trễ giờ nhận nên mình phải mua. Nên bạn thấy nhiều khi chơi nhiều game nó sắp lịch nó khó. Đó là sao đôi khi ta không thể chơi toàn vẹn hết được. Rồi đánh tiếp nhé. Chứ ở những cái đấy bạn mà chơi chăm chỉ là bạn không cần thiết phải dùng kim cương mua như mình đâu. Nó phí 30 kim cương nữa không? Tại vì ngoài đây do mình bận nhiều game quá mình không thể sắp lịch được. Nhiều khi đang quay dở game khác ấy, biết là giờ đấy phải vào online nhận lực free. Nhưng mà tuy nhiên đang bận quay game khác hay đang bận live stream là chả buồn nhận đâu. Kệ, đúng không? Chơi vui vui, quan trọng gì đâu. Có kim cương thì mua lại lực cho đỡ phí. Vì các bạn mua lại cái đấy vẫn rẻ hơn là bạn mua lực trực tiếp. Nhưng mà nếu không có kim cương thì thôi bỏ qua cũng được, chả sao. Để nick chơi vui vui thôi mà, quan trọng gì đâu. Chứ có những cái ta biết nhưng mà không phải game chính thì ra là cũng sẽ không nặng nề. Rồi là chơi tí cho biết trải nghiệm thôi. Đúng rồi, khi mình trải nghiệm nhiều thể loại game ấy thì về sau biết đâu một game nào đó nó bén duyên với mình, thì phát triển bên nào đó lại cùng cái thể loại đánh na ná, thì đấy mình đỡ bỡ ngỡ, không nhỉ? Mình đang cố gắng ở trong thời gian này tiếp xúc với nhiều loại game hơn để mình biết thêm nhiều kiểu chơi hơn, thì về sau biết đâu một bom tấn nào đó ra có duyên làm được, đấy mình sẽ không bị bỡ ngỡ về cách chơi game nữa. Thế còn bây giờ rất nhiều game mình gặp cái tình trạng là mình chưa chơi bao giờ nên khi mình vào mình rất là bỡ ngỡ, mình chưa biết chơi làm sao, thì mình cố gắng làm sao cải thiện các thể loại của mình. Và những thể loại mình đang cải thiện sẽ không đặt nặng mục tiêu phải thành top hay cái gì đâu. Mình không có gì nhiều, chỉ là đơn giản mình trải nghiệm thôi. Để cho mình biết cách chơi đấy. Để sao mình rút ra kinh nghiệm sau khi chơi game này cho những game tương lai. Cơ bản thấy sức mạnh này vẫn đánh vô tư nhé. Cửa này nếu mà đánh kiểu chăm chỉ thủ công cũng sẽ được 3 sao đấy. Tại vì thấy cảm giác là tướng vẫn còn khá khá máu. Nó chỉ khó mỗi cái cửa con Hina đi cùng con Ryuma. Cửa đấy cho tướng sống nó hơi khó.
Tất nhiên là nếu mình cố dồn đam giết Hina trước thì vẫn có thể có cơ hội đấy, nhưng mà nó cũng nhiều yếu tố lắm, mình chưa tự tin lắm. Hiện giờ cứ kệ đánh vậy thôi. Nói chung là một map chỉ có vài cửa khó, còn đa phần toàn cửa dễ. Đấy, vẫn chỉ thiếu mỗi thành tựu giữa là thành tựu liên quan đến hoàn hảo thôi, do mình không đánh thủ công thôi. Vậy là win rồi nhé, ấn nhận quà nhé. Có mỗi cửa hơi khó, còn hai cửa kia là đánh thủ công sẽ đạt được. Còn mỗi cái cửa Ryuma là hơi căng nữa. Đây vẫn có thể đi thêm được một map nữa, vẫn được đi thêm một map nữa. Như vậy là tiền đây người ta xử lý tiếp luôn cái map tiếp theo, mình chắc cũng chả đi được bao xa đâu. Cho đánh bình thường, cứ để auto đánh tiếp nhé. Các bạn nó có liên quan đến nguyên liệu nâng cấp thì cũng phải đánh qua một tí xem đánh được không nữa. Xem qua một hai cửa biết ngay đánh được không, nhưng mà chắc là giỏi lắm đi hết map này chắc hết tôi, vì nhưng map chính nó bị kẹt rồi thì map này chắc cũng chỉ thêm một hai map thôi, là coi như sẽ kẹt theo level thôi. Đấy, như sau map này cần level 80 chứ sao, nếu mà mình chưa lên 80 thì cũng chả đánh được. Nói chung đi từ từ thôi. Nó vẫn có sự chết tướng thì cứ tưởng phải auto. Chứ ở cơ bản là không vấn đề, đúng không? Nó chỉ có 1-2 vẫn theo tình trạng cũ, là 1-2 cửa khó thôi. Còn đa phần là dễ. Chứ vấn đề thiếu một cái hoàn hảo rồi mình không đánh thủ công nữa.
Ở đây vô tình được luôn hoàn hảo và 30% này. Cái này ăn may ấy, tức là trong quá trình đánh thỉnh thoảng ăn may vô tình nó hoàn hảo nhiều ấy thì đạt luôn. Thế phát này ăn may là hoàn thành luôn này. Còn thực ra nếu không may và đánh thủ công sẽ hoàn thành cứ hoàn hảo. Có mỗi cái vấn đề không chết tướng là cái đấy khó thôi. Này tiếp tục đánh tiếp nhé. Đi cho nó gọn nốt cái map này cho nó xong. Thực ra ấy, nhiều lúc mình lười ấy, mình đánh qua xong sau cũng phải cứ đi spam nó nhiều lần, ấn bỏ qua nhiều lần ấy, thì kiểu gì có lần nó hên nó hoàn hảo hết ấy. Mà đánh vậy nó không nó kiểu nó hên xui. Nếu mà muốn chắc chắn 100% thì bạn đánh thủ công, nhưng với điều kiện phải xem là đội hình bạn không chết tướng. Nếu đội hình bạn chết tướng thì bạn đừng đánh làm gì mất thời gian, vì đánh đằng nào chết tướng thì không được 3 sao thì đánh mất thời gian lắm. Còn nếu bạn thấy tướng bạn không chết thì bạn có thể đánh thủ công thì chắc chắn để ăn được cái hoàn hảo là mình sẽ được 3 sao, sẽ gọn hơn rất là nhiều. Ở đây chủ yếu mình muốn xem mình đi hết được map hay không thôi, mình chả cần 3 sao sớm đâu. Cơ bản là gần hoàn thành xong map nữa. Đến Vego Funky là coi như xong. Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without you. I wouldn't know what to. Cửa này đánh chăm chỉ cũng có thể được 3 sao. Thế chưa có gì nguy hiểm lắm. Mỗi Usopp mất ít máu thì Vego mất ít máu. Thực ra còn tùy xem con boss là đợt 3 là con gì nữa. Mà thường cái hàng trước mất máu không lo mà hàng sau đâu. Cái hàng sau mất máu là lo nhất. Đấy, mỗi hai con Zozo chắc giết được. Con Zozo chém hàng trước cũng nhiều đấy, cũng hơi nguy hiểm đấy. Bây sợ mấy con ở cuối kiểu máu nó trâu hơn thì sợ hơi rủi ro. Nhưng mà đã đánh auto lên kệ, giả sử mày chết tướng cũng chả sợ lắm. Quan trọng thấy cảm giác có tiềm năng có thể win được. Vì phát này nó hiệu ứng được con tê liệt được con Zozo đứng đầu, đỡ chút rủi ro. Ok,
có may chết tướng thì cũng kệ thôi. Ví dụ cái này thì chết Bullshot cũng kệ thôi. Thì vì đằng nào bây giờ đánh đằng đẩy auto cũng chả được 3 sao nữa, không sợ. Nếu sao nó win được. Còn rồi chưa sắp chết thì chắc chưa còn rồi sau kịp giết. Để hàng sau còn đang phun máu không sợ đâu. Được rồi, chém hàng trước rồi. Nó còn chút xíu máu thì ba con này đánh từ từ giờ coi như vẫn sẽ win được. Còn Smoke, còn Perona, còn Cavendish full máu thì không sợ. Đấy, phải win rồi. Rồi đến đánh con boss cuối cùng của cái map này là con Frankie không? Sau con này chắc là cũng hết cũng như là kẹt map tiếp thôi. Thế như là map sau cần cấp 80. Là ba con Wrecker, không biết Perona nộ có bay chết nó không? Vẫn trên như thường không? Nói chung là thấy cái cửa nào có nhiều con đứng là cái xác suất của Perona đánh chết nó sớm nó cao nhé. Và những cái cửa nào chỉ một duy nhất một con thì nó đánh mãi không chết. Thì nó dồn một con rất nhiều. Cracker các bạn mình có rồi, bây giờ nâng nó cũng lâu lắm, chả muốn nâng. Các bạn cái team của tướng mình có đa phần rất nhiều con về tanh nhé. Mà ra mình chỉ muốn chơi khoảng tầm 3 con tanh, không muốn chơi quá nhiều tanh. Ra cũng ngại chơi đó. Nâng lên xong rồi ra đội hình toàn tanh, không thấy cái đam đâu, cũng chán. Thế ra cũng không biết nên nâng con gì, có nhiều con quá. Đợt cuối toàn Frankie này chắc cũng giết được thôi. Các bạn mình đang tấn công trước này mình chưa biết nó đánh mình có đau hay không. Phải chờ nó phản công mình xem có đau hay không đó. Nếu mà cảm giác không thấm lắm thì không sợ. Đấy đây có rất nhiều fan kia cũng đánh thì không biết có đau không. An đoàn đầu tiên nó choáng 42 con thì nó có Perona đang chuẩn bị nộ. Thế còn fan kia đánh có khả năng gây choáng này hơi nguy hiểm. Nếu có choáng hết cả team thì vỡ mặt, nó chả đùa. Chứ mà nó choáng đúng con Perona đang chuẩn bị nộ thấy nhỏ nhỏ rồi. Giờ cái vẫn còn Cavendish không biết bị an choáng không. Nó có tận 6 con fan kia thôi. Choáng chết thì còn Usopp rồi. Nó không may choáng nữa cả Cavendish nữa thì mệt lắm. Thì cái đội hình này kích nổ rất là nhiều nhưng mà tuy nhiên là bị choáng mất 3 con trên 6 rồi. Mà nó vẫn đang còn Frankie khác là tấn công thì không biết có trụ được không. Sợ ăn choáng liên tục rồi. Rồi như vậy cơ bản là choáng mất 3 con. Choáng 3 con thì vẫn không vấn đề nào. Vẫn còn Cavendish, Smoke với Vettomelo nộ được. Hơi tiếc cái là choáng mất Perona. Perona với Cavendish và cùng nộ thì tấn công hàng sau nhiều thì giết hàng sau nhanh hơn. Để vầy hơi nguy hiểm. Đây còn 5 con Frankie nữa. Never really had a place to call my own, so I travel and I roam till I find that. But I'm full of adventure, so I wander and I venture, and it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at. Này Perona không chết đánh bồi thì cái xác suất để cử hàng sau nhanh. Hai con đều đánh hàng sau. Nói chung là vẫn còn máu, vẫn còn hy vọng. Hơi sợ con này ăn choáng tiếp thôi, đừng bị choáng. Perona bị choáng tiếp là hơi nguy hiểm. Để Cavendish nó còn nhiều hy sinh Perona vẫn còn cơ hội nổ được. Usopp vẫn còn Usopp thì gần như là chết rồi. Có Vego với Perona thì may ra sống được. Còn Usopp thì hy sinh cái này chắc chắn. Đừng bị ăn choáng được. Ở phần này có Vego với Perona đánh vẫn còn hy vọng một tí. Điều Perona giết hàng sau vẫn chưa chết. Perona đánh hàng trước hàng sau nhỉ? Nãy mình nhìn không rõ lắm, hình như mình nhớ nhầm hay sao? Hina đánh hàng sau mà không Perona như đánh hàng trước. Cái này nói chung bỏ qua nhé, cái này mình không nhìn rõ. Nãy nhìn như đánh hàng trước hay sao? Bọn mình không nhìn rõ thanh máu lắm. Có thể mình nhớ nhầm sang Hina. Hina đánh hàng sau chắc chắn. Vấn đề ở đây sợ thua. Vego sắp cục rồi. Vego liệu có sống để nộ được một lần không? Khó nhỉ, khó. Phần này thua. Nó lắm phanh kỳ quá, nó đánh cứ choáng hên xui. Cái trận này đánh lầy lầy thì hên thì có thể vẫn đánh được. Thì nếu giả sử không bị choáng ấy thì có thể hy vọng win được đấy. Nhưng mà đánh vậy mất thời gian lắm. Thôi nói chung tạm thời cứ dừng ở đây đã. Giờ đánh cố làm gì đâu. Đàn nào cũng chưa được hết 3 sao cũng chả vội làm gì. Với cái map hiện tại nó cần 80 nói chung chả đi vội làm gì.
Nói chung là như vậy, trong video hôm nay ấy, mình cho các bạn xem qua tí cái quá trình mà mình đi thêm chút map với nick của mình, cái tình hình những con tướng mình đang có, cũng như là tình hình đi map của mình không. Chứ còn bây giờ tầm này chắc cũng không làm gì lắm. À lúc nãy mình trước đó mình có quay thêm một con Vego, không biết có đủ lưng lên sao không. Thử vào chỗ tiến sao, tiến sao đấy được có 85 mảnh, như vậy cũng chưa để lên được. Nói chung là thiếu nhiều lắm nhé. Còn cái lực còn lại mình sẽ đi spam mấy cái map để nâng cấp lên sức mạnh tướng thôi. Còn nội dung video có lẽ mình sẽ dừng ở đây thôi. Thì nếu bạn nào thấy video thì hữu ích cho bạn, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.